cá này sẽ không không có giá trị năng suất. Xin được chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã đến với dịp video tiếp theo của trường. Quý vị ạ, và hôm nay trường đang có mặt tại bờ biển Hải Tín của Hội đồng Hóa tỉnh Thanh Hóa. Và hôm nay trường chia sẻ một cái video bà con ngư dân tại đây có kiếm một cái mía lưới vây. Quý ông bà, cô chú, anh chị xem video cho trường xin một like, một đăng ký kênh. Trường xin được cảm ơn quý ông bà rất nhiều. Và hiện tại đây là đang là trên một cái bãi biển trải dài rất rộng. Và đây là một buổi sáng, quý vị ạ. Thì quý vị có thể là nán lại để trường chia sẻ cái video hôm nay cho ông bà cô chú anh chị có thể là biết được cái đời sống của bà con ngư dân, bà con miền biển sẽ đi đánh bắt như thế nào, quý vị nhá. Xin được cảm ơn quý vị nán lại để xem. Đây quý vị có người đẹp bên bãi biển Hải Tín đang dạo mát trên cái bãi biển, quý vị nhá. Wow. Đây quý vị. Bắt đầu những cái mũi cá đang được khênh lên dưới kia đấy quý vị ạ. Đấy quý vị nhá, những khách rất đông quý vị này. Đây là gọi là cá chim đấy quý vị ạ. Đây có thể nói là những cái mía cá chim nó tươi luôn, cá còn khô nữa. Đây 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 thao đây có các du khách đến xem rất đông. Ngoài trời mát quý vị ạ. Nhiều khó quý vị ạ. Đây có thể nói là cá rất nhiều. Đây này quý vị này, cá các bác đổ cá xuống đi cá này quý vị này. Quá nhiều quý vị ạ. Cá cháp ngon nè. Đây là mực cân táng này. Mực cân táng. Bây giờ đủ 2 cân nha. 200. Ôi, 150 một cân rồi. Một con 8 lạng nữa. Đây con bác gái cá giải mà bán hết các người.
hai tập đúng rồi. Chú trả. Cho cái túi nữa. Không biết chú nhìn tò một cái. Cái tò này. Cái mía này phải đến hơn một tạ cá, cá phân côn hay gọi là cá chim côn. Các du khách rất đông nha quý vị nha. Và mọi người đến xem rảnh rỗi nhờ. Đến xem ngư dân. Bây giờ Trường sẽ trèo lên trên thuyền đấy các bác cho đi đấy. Trường chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị có thể là xem được các bác. Vâng, gần chỗ thuyền kia bác. Vâng. Đây hiện tại Trường sẽ lên kia quý vị nhá. Đây. Các bác kéo được mấy mía rồi? Rồi. Các bác nhiều mực á. Dạ vâng. Bán được mấy triệu mực. Dạ vâng. Vâng. Mấy triệu mực á. Vâng. Đây cái vị này tại có các du khách đang ra để tắm tại cái vùng hải tiến đó quý vị ạ. Đang có mặt tại trên một cái con ghia của các bác ngư dân miền biển tại hải tiến quý vị ạ. Đây và phía bên trong kia là cái dãy nhà đi, cái mà quay một tấm ơi. Vâng. Đúng không? Anh đi có xa không? Đã lưới rồi, đã lưới xong rồi trong họ kéo vào là tôi ra. Vâng, ok anh. Vâng. Đây, hiện tại Trường đang đi trên một cái chiếc kia có ba bác trai và có một chị gái đây quý vị nhá. Đây con chị gái bên đây.
Bây giờ trường sẽ đưa mic vào trường nói cho ông bà của chú anh chị có thể là nghe được. Và hiện tại trường đang đứng trên một cái con kia của anh chị đây. Và hôm nay là đây là những cái tay lưới vây đây quý vị này. Đây là những cái sải lưới vây để thả ra. Đây là những cái trường chuyện thả đấy quý vị ạ. Để vây một cái mía lưới. Đây. Bây giờ là cái hướng thuyền của anh đang đang đảo đấy quý vị ạ. Tại vì trên đây là cái máy nổ của anh chị đang chạy thuyền cho nên là trường sẽ nói không nghe được. Đấy. Và đây là những cái sải lưới đầu tiên chị đang thả quý vị nhá. Cái sải lưới này rất dài quý vị ạ. Dài đến 500-700 mét quý vị ạ. Đây là quý vị này. Quý vị có thể là trên là cái máy nổ rất thô sơ đấy. Nhưng chạy trên cái bãi biển. Đấy. Ngoài kia có những chiếc kia đang ra để đi đánh cá quý vị nhá. Đây những cái sải lưới bắt đầu được thả ra đấy quý vị ạ. Cái chị gái này. Anh đang cầm cái bánh lái để anh chèo để dẫn hướng đấy quý vị ạ. Đấy, cái tài lưới có dính những cái con cá con cồn đấy quý vị ạ. À, nhiều chưa, dính nhiều. Wow, tài lưới rất dài quý vị nhá. Một buổi sáng mai mấy vùng biển rất đẹp đấy quý vị ạ. Từ phía trong rìa bờ bên trong kia ra đến đây tầm đến 500-600 mét đấy quý vị ạ. Hiện tại trường đang đứng trên một chiếc kia quý vị nhá. Cái tay lưới cũng đã gần hết rồi quý vị ạ. Đây là gọi là lưới vây. Ông bà cô chú anh chị cùng các bạn nán lại để trường chia sẻ anh chị hôm nay kéo một cái tay lưới vây lại quý vị nhá. Đây có những cái phao trắng trắng nổi đây quý vị ạ.
và đi vào trên xem được. Rất sôi động và nhộn nhịp trên một cái bãi biển vịnh nhá. Và kia có một cái chiếc thuyền cũng ra để đánh lên vây đấy quý vị ạ. Đây là cái tay lưới hiện tại đã hết rồi quý vị nhá. Đấy. Rồi. Đây là cái tay lưới hiện tại đã thả xong rồi quý vị ạ. Đấy. Và bây giờ là bắt đầu tiến hành để chạy các bác chạy kia vào bờ để bắt đầu kéo lên đấy quý vị ạ. Wow quý vị ạ. Đây có một cái chiếc kia các bác đang chạy đảo xung quanh đấy quý vị ạ. Wow. Đây quý vị nhá, bên trong đây là các thuyền bè và các bác ngư dân miền biển ở đây quý vị ạ. Đang đưa bè lên để đưa cá lên cho các du khách và bà con trên đây đang đi mua đấy quý vị này. À, cái thuyền của anh đã vào và đã thả xong cái lưới vây. Ông bà cô chú anh chị nán lại để trường chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị có thể là biết được một cái miếng lưới vây hôm nay các bác kéo được những gì quý vị. Wow, các thuyền bè đã vào nhiều lắm em kia. Ở đây hiện tại trường đang đứng trên cái thuyền của anh đang ra để đi xem cái lưới xem có bị mắc không đấy quý vị ạ. Các bác đang kéo vây trong đây quý vị nhá.
Ở cái chỗ đây là cái thùng dầu, đây thùng nước đây anh. À, một cái búi kéo lưới vây của bác được cá những gì thì qua đây Trường chia sẻ cho bà cô chú anh chị có thấy là xem được một cái ngày các bác ngư dân đi biển ở đây nói là rất mệt nhọc quý vị ạ. Và những cái thành quả của các bác được những gì thì ông bà cô chú anh chị có thể là nán lại để Trường chia sẻ. Và Trường đang đứng trên một cái vùng biển của hải tín Hoàng Hóa quý vị ạ, Thanh Hóa. Đây bên đây có anh đang bên ngoài đây là Trường đi cùng với anh và hiện tại các bác đã thả cái lưới bay xuống rồi quý vị ạ. Đây xa xa là kia đang vào quý vị ạ. Ngoài cái bờ biển này rất mát quý vị nhá, được mát luôn và hôm nay trời cũng rất mát. Bây giờ đang là 8 rưỡi sáng quý vị ạ. Trong kia là xa xa, trong kia là các cái nhà nghỉ và khách sạn của Hải Tín đấy quý vị ạ. Đấy. Trường đang đứng giữa biển khơi luôn quý vị. Được chưa? Thỉnh thoảng Trường đi biển, Trường chia sẻ về ngư dân đánh bắt cá này. Rồi, kéo chài, kéo lưới, các bác kéo lưới vây đấy. Và bên đây quý vị có thể là xem được những cái chiếc lưới vây các bác đang trong kia đang kéo vào quý vị ạ. Đây là những cái tàu đang nổi trên đây này quý vị nè. Đấy. Đem cái bè nhỏ ra cho ta lưng gõ chứ. Đây quý vị nhá, hiện tại cái tay lưới vây của bác đã lên rồi. Và quan sát đây rất đông các bác và các du khách. Đấy. Đang đứng trên một cái chiếc kia quý vị ạ. Đây thế là cái mía lưới này toàn những cái cá khô này quý vị ạ. Và cái cá này sẽ không có giá trị năng suất và chỉ có ghẹ nữa thôi quý vị ạ, rất ít. Các bác lại đã thất thu thêm một và có cảm ơn quý vị ạ. Và trứng mực cái gì ạ? Nhiều mực đó, lặt lấy bằng cá. Đây thế là đây là qua một quá trình một cái tay lưới đã vây lại đấy quý vị ạ. Và đây là những cái thành phẩm của các bác đã đem lên trên bờ đấy quý vị. Có chắn không?
bật. Đéo giá để đéo nha. Nha. Đợi bên nữa. Mày đây. Mày bắt cháu nha. Trừ đi em có đi rồi. Ảo đâu muối. Cứ ra cho mình cân đến cân lấy cả ấy. Mẹ cho mua cho đi xem đâu. Đây là mẹ đi ra cả. Nó trông nó vừa chưa? Rồi, cứ 200.000 bán cho anh này, 250.000. Mày lấy hết. 200.000 anh lấy hết. Được không? Lấy đồ lấy coi chừng. Đúng nha. Rồi chừng chừng nha. Đây là bà cô đây. Không, cái độc là bắn cùng cái ảo đó. Cái độc làm gỏi ngon lắm. Bà đây 16 cân nên khổ được. Cái này lọc tan. À đang lún lún, chú đang lún lún này. À. Đây này quý vị này, gà sống đây quý vị nhá. Rồi, à, thì sống luôn. Con này chắc được lạm. À. Xin phép được chào đón ông bà cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của trường quý vị ạ. Hiện tại trường đang có mặt tại bờ biển Hải Tín của huyện Hoa tỉnh Thanh Hóa quý vị ạ. Và đây cũng là một cái khu du lịch biển rất nổi tiếng tại Hải Tín quý vị nhá. Đây là cái điểm thứ hai của Thanh Hóa đấy quý vị ạ. Và hôm nay trường chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị cùng các bạn có thể là xem được một cái buổi đi kéo lưới vây của các bác ngư dân quý vị ạ. Ở trong đây là hiện tại cái tay lưới các bác đã kéo lên và đã có những cái thành quả đây quý vị ạ. Đây có những cái thành quả là những cái chú cá giống như cá chim quý vị, con quý vị nhá. Rất nhiều đang được đổ trên một cái bãi cát có trải cái tấm bản đấy quý vị ạ. À, có cá tôm, cá ghẹ, có cá này, có mực này. Đây, bác đang lặn đây. Và có các du khách đã đến đây rất đông quý vị nhá. Xem bà con kéo lưới vây tại vùng biển Hải Tín của huyện Hoa tỉnh Hoa quý vị. Ở đây quý vị có thể là xem được rất nhiều cá trên đây quý vị nhá. Đây là một mía lưới của các bác đấy. 2 cân. Trứng dứa. Cá bè đấy. Không, cá thu giống, cá thu giống rồi. Đây là các bác đang lặn cái phân loại này. Cá thu giống với lại các cái. Có đầy đủ các chủng loại vừa cá bè bè rồi. Không, có cái khác đâu. Tích, bán tù mù đi. Rồi, bán đối. Tù mù, tôm bán lại bữa này. Bán tù mù bán lại. Ờ, cái cá đó. Có cân, cân. Cái lang này. Hả? Cái gì?
đang nhỏ xưa đây. Đang xuống bên này. Đây 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 đây có chị, đây là chị tài kiếm đi vậy sống bả đang đặt ra và bán con gạo đây luôn đấy nhé, thế được à? Ô mẹ con trái cũng thịt đã nha. Đây là con tôm hùm, không phải con tích đâu. Trường xin được cảm ơn ông bà, cô chú anh chị rất nhiều để trường có thêm những động lực để trường đi ghi hình và chia sẻ những video về cuộc sống và trải nghiệm của bà con ngư dân, kể cả chia sẻ những điểm du lịch quý vị ạ. Thì ông bà, cô chú anh chị xem qua đây có thể là xem được các bác đã thiếu một cái tài lưới bay lên rồi, và có các du khách trên đây và đang lặt cá để du khách có thể là mua luôn đấy quý vị ạ. Video trường xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã xem video và quan tâm cho trường, xin một like, một đăng ký kênh trường xin được cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Và để ông bà cô chú anh chị nhấn nút like, đăng ký kênh để có video tiếp theo ngày mai quý vị ạ. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả ông bà cô chú anh chị video lần sau nha. Xin được cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị cùng các bạn rất nhiều.